Và hôm nay mình sẽ bắt đầu một cái series mới, đó là phân tích phim. Thì dạo gần đây á, là mình thấy một cái bộ phim rất là được hot trên mạng xã hội, đó là phim Trò Chơi Con Mực. Và mình cũng là một cái fan của những cái dòng phim trò chơi trí tuệ sinh tồn như thế này. Sau khi mà mình xem hết cái bộ phim này á, thì mình đưa ra được 5 cái vấn đề mà khiến cho khán giả không thích. Trước khi nói về 5 cái điều hạn chế của phim á, thì mình nói luôn là mình rất là thích cái phim này. Bởi vì phim này có rất là nhiều diễn viên mình yêu thích. Và cái phim này nó cũng là một cái sự nỗ lực của những cái ekip làm phim Hàn Quốc cho cái dòng phim mới mẻ này, đó là phim Trò Chơi Sinh Tồn. Trước đó là có một cái bộ phim Hàn Quốc mua lại của Nhật Bản là phim Live Game á, thì nó cũng được phát hành và mình xem cũng rất là thành công, nhưng nó lại không được nhiều khán giả yêu thích. Thì mình nghĩ đây cũng là một số cái vấn đề mà những cái nhà biên kịch và những cái nhà làm phim Hàn Quốc nên lưu ý. Thật sự thì mình cũng không có muốn nói về những cái điểm hạn chế này, nhưng mà bởi vì mình là fan của những cái thể loại trò chơi hắc não hay là sinh tồn như thế này, nên là mình có những cái kinh nghiệm xem những cái bộ phim khác, và mình từ cái bộ phim khác để mình nói lên cái bộ phim này. Và cái điều thứ nhất đó là nằm ở cốt truyện. Thì cái bộ phim này nó được dính cái nghi án là đạo những cái phim khác mà mình thì mình không có rõ. Mặc dù cái người đạo diễn nói là cái kịch bản phim này là nó được hoàn thành trong 2009 rồi, và nó là một cái dự án đầu tiên của ông trong cái sự nghiệp. Nhưng mà bởi vì cái thời điểm đó người ta không có ưa thích cái dòng phim này nên là ông không có làm. Thì những cái bộ phim trước đó giống như phim Live Game, phim Ask the God Will Kaiji, rồi phim Saw, có rất là nhiều điểm tương đồng mà lúc mà xem á, mình tưởng là những cái nhà làm phim này mua lại kịch bản của những cái dòng phim trước. Nhưng mà ai ngờ là nó là một bộ phim hoàn toàn độc lập, không có liên quan. Thì cái điểm giống đầu tiên á, mình thấy được đó là cái trò chơi thứ nhất. Khi mà con búp bê á, úp mặt vô tường xong quay ra thấy ai di chuyển á, thì nó sẽ bắn chết người đó. Cái trò chơi này rất là giống với Ask the God Will. Trong đó cũng có một cái cảnh mà con lật đật nó quay tới quay lui, và ai mà chết á, thì cái đầu nổ ra. Cái điểm thứ hai đó là đi qua cái cầu từ điểm này qua điểm kia, ai rớt xuống dưới là sẽ chết. Thì cái trò chơi này rất là giống với cái trò chơi trong phim Kaiji. Nhưng mà trong phim Kaiji này á, là cái cầu nó được bắc qua hai tòa nhà rất là cao, có hiện tượng gió thổi, sấm sét rồi điện giật, nó rất là hoành tráng. Còn trong cái phim Trò Chơi Con Mực này á, thì nhìn nó trông rất là không có nguy hiểm. Và đó là cái điểm giống thứ hai. Và cái điểm giống thứ ba đó là cái plot twist cuối cùng. Ông già mà tham gia trò chơi á, chính là cái người tạo ra trò chơi. Thì á, cái yếu tố này rất là giống với cái plot twist của phim Saw. Cái người mà nằm trong cái phòng bị chết á, lại chính là cái người tạo ra trò chơi. Còn rất là nhiều cái điểm giống nữa, nhưng mà mình sẽ không có liệt kê. Và cái thứ hai đó là những cái trò chơi trong phim rất là nhạt nhẽo. Bởi vì những cái nhân vật trong phim thắng cái trò chơi chỉ bằng sự may rủi thôi. Nó không có yếu tố trí tuệ, nó cũng không có yếu tố bạo lực quá nhiều, nên nó làm cho cái bộ phim trở nên nhạt nhẽo. Thì trong những cái bộ phim trò chơi sinh tồn giống như phim Alice in the Borderland hay là phim Live Game hay là Battle Royale, thì cái người chơi phải vắt não ra để suy nghĩ cách vượt qua trò chơi. Những cái cài cắm của tác giả khiến cho bộ phim trở nên thông minh hơn. Thì cái điều này nó lại thiếu trong phim Trò Chơi Con Mực. Cũng giống như những cái yếu tố bạo lực khiến cho người xem hồi hộp, thì trong cái Trò Chơi Con Mực này nó lại thiếu điều đó. Nó cũng không có những cái pha vượt ngục hay những cái lót chít xuyên suốt những cái trò chơi. Thì trong cái phim Trò Chơi Con Mực này hoàn toàn có thể kết hợp những cái yếu tố đó lại với nhau để biến cho bộ phim thành công. Tại vì hai cái diễn viên chính là hai cái diễn viên chuyên đóng phim hành động, và là hai cái người mình rất là thích. Thì xuyên suốt những cái trò chơi nó không tạo được điểm nhấn cho cái bộ phim này. Mặc dù trong phim có những cái trò chơi giống như kéo co, nhưng mà thật sự nó không hoàn toàn quá thuyết phục khán giả. Bởi vì trong những cái phim khác có rất là nhiều trò hay, nếu mà các bạn coi những cái phim như phim Saw, phim Live Game. Còn cái thứ ba đó là nhân vật chính quá nhạt nhẽo, được thủ vai bởi Lee Jun Jae, là một cái người mình cực kỳ thích luôn. Nhưng mà cái nhân vật trong cái phim này nó không đủ đô cho anh ta. Bởi vì cái nhân vật chính trong phim là một cái người ấm áp, tốt bụng, luôn luôn vui vẻ, vô tư và luôn gặp xui xẻo. Nhưng mà cái điều đó nó hoàn toàn không có gì sai hết. Nó chỉ sai một cái chỗ là xuyên suốt 9 tập phim, cái nhân vật này không hề phát triển và không hề học được những cái bài học gì hết. Và cái nhân vật này nó cũng không rút ra được cái điều gì sau những cái trò chơi. Cho đến trò chơi cuối cùng thì cũng như vậy, không có gì khác hết. Và nó là một cái điểm trừ. Bởi vì tất cả những cái nhân vật chính trong những cái phim khác á, nó đều có một cái đặc tính rất là đặc biệt. Giống như là phim Live Game đi, cái nhân vật chính là một cái người rất là tốt bụng,
lúc nào cũng chở che những người khác ấy, thì trong những cái trò chơi khắc nghiệt, đấu trí, lừa đảo nhau ấy, thì cái nhân vật chính lại trở nên nổi trội, là một cái người tốt bụng. Tác giả làm ra cái tác phẩm đó, họ đặt ra một cái vấn đề ngay từ đầu, đó là để thắng được những cái trò chơi thì phải cần có một cái sự tốt bụng, cái sự cho đi thì mình mới nhận lại. Không có được sức mạnh, không được trí tuệ thì phải có được một cái lòng vị tha. Thì cái nhân vật này cũng có cái đó, nhưng mà nó hoàn toàn không được đánh mạnh trong phim, nên là cái nhân vật chính này nó không đủ đô. Thêm một cái nữa đó là nhân vật chính á, luôn luôn chần chừ trước những cái quyết định, trước những cái trò chơi á, khiến cho người xem trở nên ngán ngẩm. Và nó không thay đổi từ đầu cho đến cuối, nó đều như vậy. Đó là một cái điểm trừ. Và cái yếu tố thứ tư đó là ban tổ chức trong trò chơi khá là lỏng lẻo. Trong cái phim này thì cái thế lực đứng đằng sau tổ chức ra cái trò chơi là một cái thế lực rất là khủng, rất là nhiều tiền và cơ sở vật chất phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Nhưng mà cái tổ chức này nó lại bị thiếu một cái, đó là cái sự an ninh và cái sự chặt chẽ. Trong cái phim là có những cái bộ phận cầm súng, ống rất là dữ dội, nhưng mà cảm giác nó rất là lỏng lẻo, cảm giác nó rất là giống như cái thành phần khủng bố vậy á, nó không có một cái trí tuệ của những cái người giàu có. Thứ nhất á, là khi mà cảnh sát có thể xâm nhập vô được và khi mà phát hiện á, thì cũng không bắt được. Rồi lại có thêm một cái bộ phận bán nội tạng bên trong cái bộ phận tổ chức trò chơi, nó quá là phi logic so với lại một thế lực giàu có đứng đằng sau cái trò chơi này. Trong những cái phim khác á, những cái thế lực đứng đằng sau những cái trò chơi á, rất là bí ẩn. Mặc dù nhìn rất là lỏng lẻo, nhưng mà tất cả những thứ đó được xây dựng một cách hợp lý, logic và rất là thông minh luôn. Nếu mà so ra những cái giải thưởng trong những cái phim khác á, thì cái bộ phim này á, là một trong những cái giải thưởng rất là khủng, rất là lớn, lớn hơn rất là nhiều so với những cái phim khác. Và cái điều thứ năm cũng chính là cái điều mà rất là nhiều khán giả than phiền, đó là cái phim này á, nó rất là dài dòng và lan man. Phim này quy tụ rất là nhiều bài học của nhân vật mà khán giả không thể nào tiếp thu được. Và có rất là nhiều cảnh quay bên lề và hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì đây là những cái dòng phim sinh tồn, trò chơi, thì khán giả mong đợi nhiều nhất là nằm ở những cái trò chơi, những trí tuệ, những cái cách lực, cách phá những cái trò chơi, chiến thắng trò chơi. Nhưng mà tác giả lại đi kể những cái vấn đề đạo lý, triết lý. Nó biến bộ phim trở thành một cái bộ phim tình cảm mà tất cả những cái khán giả đã từng xem qua những cái thể loại này hoàn toàn không thích. Cái điều cơ bản của việc làm phim đó, đó là khi mà mình đã dẫn dắt khán giả vào một cái guồng gì đó rồi á, thì mình phải tiếp tục cho họ đã trong cái guồng đó. Không thể nào mà các bạn đang ly kỳ, đang giải đố, tự nhiên các bạn quay ra làm phim tình cảm, thì đó là một cái sự tham vọng của cái người làm phim. Và đó cũng trở thành một cái sự thất bại của cái phim Trò Chơi Con Mực này. Có thể là tác giả có rất là nhiều tâm tư trong cái bộ phim, giống như những cái ứng chứa ở trong những cái biểu tượng, những cái trò chơi mang yếu tố nhẹ nhàng, con nít, nhưng mà lại trở thành những cái trò chơi sinh tử. Nó cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Mặc dù rất là nhiều điểm yếu như vậy, nhưng mà bộ phim cũng thực sự rất là thành công. Và mình xem cũng rất là thích thú với bộ phim. Và đại đa số những cái khán giả trên quốc tế á, đều công nhận cái bộ phim này. Loạt phim được coi là một cái sự nỗ lực của ekip làm phim truyền hình Hàn Quốc. Bởi vì đây là một cái dòng phim khá mới lạ đối với người Hàn Quốc. Mặc dù á, những cái kịch bản như thế này á, rất là phổ biến ở Nhật. Ở Nhật Bản á, thì có rất là nhiều cái kịch bản, những cái cốt truyện rất là hay về trò chơi, nhưng mà cái công nghệ làm phim hiện tại của Nhật Bản á, nó không sánh bằng được của Hàn Quốc. Hàn Quốc lại có cái công nghệ làm phim tuyệt vời hơn, nhưng mà họ không có quá nhiều những cái kịch bản dành cho những cái trò chơi sinh tồn này. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và video tiếp theo của cái series Trò Chơi Con Mực này á, thì mình sẽ nói về những cái biểu tượng ẩn chứa và những cái ẩn ý mà tác giả cài cắm vô bộ phim.